Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có tờ trình chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này. Theo đó, bộ sẽ tổ chức lại 4 tổng cục gồm Thủy lợi, Phòng chống thiên tai, Lâm nghiệp và Thủy sản thành 6 cục chuyên ngành trực thuộc bộ. Cụ thể, chuyển Tổng cục Thủy lợi thành Cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai thành Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp thành 2 cục, Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm, Tổng cục Thủy sản thành 2 cục, Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư.